Bình Tú, Thùy Anh cùng Đừng Nói Khi Yêu. Bộ phim Đừng Nói Khi Yêu sẽ là câu chuyện trên tình bạn, dưới tình yêu của Ly, Tú và sự trưởng thành của họ. Hành trình chứng tỏ bản thân, định nghĩa tình bạn khác giới không dễ dàng. Tình bạn, tình yêu là hai khái niệm với những cảm xúc hoàn toàn khác biệt. Nhưng, đặt chúng trong mối quan hệ của hai người khác giới thì dường như lại có chút gì đó mập mờ khó nói. Vì vậy, Đừng Nói Khi Yêu hứa hẹn sẽ là một câu chuyện có nhiều điều để chờ đợi. Đừng Nói Khi Yêu lấy trọng tâm là tình bạn khác giới và những ảnh hưởng của tình bạn khác giới trong đời sống. Chuyện nên hay không nên, có hay không có tình bạn khác giới không có mẫu số chung với tất cả mọi người. Bộ phim không đi chứng minh có hay không thứ tình cảm đó mà được kể dưới góc nhìn, cái đích của tất cả các mối quan hệ là giúp cho những người trong cuộc trở nên tốt đẹp hơn. Vì nhau mà tiến bộ, vì nhau mà hoàn thiện. Tình bạn của Tú, Ly được xây dựng trong Đừng Nói Khi Yêu thú vị, đáng yêu, không đi theo lối mòn của nhiều bộ phim cùng đề tài này trước đó. Bên cạnh câu chuyện tình bạn, tình yêu, kịch bản cũng khai thác một phần vô cùng quan trọng về hành trình lập nghiệp, trưởng thành của các nhân vật. Tú dù nhiều khó khăn trong hành trình thực hiện đam mê của mình nhưng cậu đã vượt qua, bằng quyết tâm Tú đã đi đến đích. Đó là hành trình người chọn nghề. Còn với Ly lại là một hành trình nghề chọn người không kém gian nan. Bộ phim cũng khéo léo đưa vào những vấn đề của xung đột thế hệ, của mối quan hệ cha mẹ, con cái trong lựa chọn tương lai và định hướng ngày mai. Đừng Nói Khi Yêu, tên phim cũng chính là tinh thần của bộ phim. Chữ yêu ở đây không hiểu theo nghĩa thông thường mà bao hàm tất cả các mối quan hệ, tình yêu đôi lứa, tình yêu bạn bè, tình yêu của cha mẹ, con cái. Khi yêu hãy lắng nghe trái tim mình, khi yêu hãy lắng nghe trái tim của đối phương, khi yêu hãy dùng hành động. Bộ phim có sự kết hợp trở lại của Mạnh Trường, Thùy Anh, Đình Tú từ sau sự thành công của bộ phim Cả Một Đời Ân Oán. Hy vọng với sự kết hợp này sẽ tạo nên những ấn tượng đặc biệt cho khán giả. Bên cạnh đó, bộ phim còn có sự tham gia của các diễn viên Tụ Oanh, nghệ sĩ ưu tú Đức Khuê, Oách Thu Phương, Lương Thanh, Trình Mỹ Duyên. Sau những thành công của Thương Ngày Nắng Về hay trước đó là Tình Yêu và Tham Vọng, Cả Một Đời Ân Oán đây là một bộ phim của đạo diễn Bùi Tiến Huy mang tới cho khán giả đầu xuân. Bộ phim chính thức lên sóng vào 21 giờ 40 phút các ngày thứ Hai, Ba, Bốn hàng tuần trên VTV3 bắt đầu từ ngày 30 tháng 1 năm 2023.